Mình là Vĩnh Phú, các bạn đang theo dõi tạp chí công nghệ TechMark với chuyên mục Tech Bay. Cách đây đúng 10 năm, cố CEO tài năng Steve Jobs đứng trên sân khấu Macworld 2007 để giới thiệu chiếc iPhone đời đầu, qua đó thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp smartphone những năm sau đó. Và sau 10 năm, điều này vẫn không thay đổi. Trong khi chờ đợi chiếc iPhone tốt nhất trong lịch sử ra mắt, như lời CEO hiện tại Tim Cook phát biểu, hãy dành một chút thời gian chúng ta quay ngược về quá khứ, ngay tại thời điểm iPhone 2G ra mắt. Không có sản phẩm Apple nào ra đời mà không bị chê, và iPhone 2G được mệnh danh là sản phẩm bị chê nhiều nhất. Đầu tiên, đó là thiết bị chỉ hỗ trợ kết nối siêu chậm 2G, mặc dù thời điểm đó công nghệ 3G đã bắt đầu nở rộ. Thậm chí còn bị chê tới tả khi mà camera không có tính năng tự động lấy nét autofocus, không thể quay video, và tính năng tưởng chừng là cơ bản như là copy và paste cũng mất 3 năm sau đó mới có mặt trên iPhone. Và cuối cùng là giá bán lên tới 499 đô la Mỹ, hơn 11 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 4G, trong khi giá smartphone thời điểm đó chỉ khoảng là dưới 300 đô la Mỹ mà thôi. Không chỉ người dùng mà lãnh đạo của các ông lớn như là Microsoft, Ram, HP hay BlackBerry là những hãng đang dẫn đầu cuộc chơi dành cho smartphone thời đó đã dành những lời mỉa mai dành cho chú lính mới của Apple. Steve Ballmer, Microsoft. Năm 2007, Ballmer vẫn còn đang làm CEO của Microsoft. Ông nói, không có cách nào để iPhone kiếm được thị phần lớn, không cách nào nó là một món hàng 500 đô la Mỹ mà lại còn được trợ giá. Họ, Apple, có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nếu bạn nhìn vào 1,3 tỷ chiếc điện thoại đã bán ra, thì tôi sẽ thích phần mềm của chúng tôi, Windows Mobile, có mặt trên 60%, 70% hay 80% số thiết bị đó. Và tôi nghĩ Apple chỉ chiếm thị phần khoảng từ 2-3% mà thôi. Sự thật là thị phần của iPhone đã tăng nhanh từ mức 9% trong tháng 12-2007, lên thành 30% trong 4 năm sau đó. Trong khi thị phần của Windows Mobile tụt từ 36% hồi năm 2007 xuống chỉ còn 5% vào năm 2011, và bây giờ Windows Phone chỉ còn khoảng 1% thị phần. John Rubinstein của Palm, đây là cựu CEO của Palm, ông nói hồi năm 2007 rằng liệu có cái lò nướng bánh nào cũng biết pha cà phê hay không? Sẽ không thể có một thiết bị kết hợp như vậy trên đời, vì sẽ không có gì tốt hơn là một cái máy nướng bánh và một cái máy pha cà phê nằm riêng lẻ. Chuyện tương tự cũng giống như là iPod, camera hay điện thoại, bạn sẽ cần có những thiết bị riêng. Khi Jobs giới thiệu iPhone trên sân khấu, ông nói về nó như sự kết hợp của điện thoại, trình duyệt và iPod. Và ý của Rubinstein đó là những tính năng này quá tạp nham, không thể nằm chung với nhau. Thời đó, Palm vẫn còn thay đổi những chiếc smartphone với bàn phím vật lý, màn hình nhỏ, chủ yếu dùng cho công việc. Sau đó ít năm, Palm phải tái cấu trúc do doanh số giảm quá nhanh và buộc phải rút khỏi thị trường di động, dù đã từng một thời làm mưa làm gió. Giờ thì phần mềm của Palm đang thuộc sở hữu của LG với tên gọi là webOS, và nó đang xài cho các dòng Smart TV. Jim Bacili, BlackBerry. Người đứng đầu BlackBerry nhận xét về iPhone như sau: đây là một người mới tham gia vào một nơi đã rất trực trội và có nhiều lựa chọn cho người dùng. Nếu gọi iPhone là một thay đổi có thể ảnh hưởng lớn tới BlackBerry thì tôi nghĩ là bạn đang nói quá lên rồi. Sự thật thì ai cũng thấy, iPhone cùng với Android đã hất cẳng BlackBerry khỏi cuộc chơi. Hãng gặp khó khăn tài chính và buộc phải dừng làm phần cứng, chuyển sang cho TCL tiếp tục công việc. Thương hiệu BB lừng danh một thời được các doanh nhân dùng cũng không thoát khỏi số phận nghiệt ngã trước một cái smartphone vừa thông minh vừa dễ dùng như lời Steve Jobs nói. John C. Dvorak, cây bút của tờ Market Watch. Apple nên sớm rút iPhone khỏi thị trường. Cái mà Apple đang đặt rủi ro ở đây đó là danh tiếng một công ty không thể làm gì sai trái. Nếu thông minh, Apple sẽ gọi iPhone là một thiết kế tham chiếu và chuyển nó cho một công ty cùi bắp nào đó và cũng dùng một số tiền ít ỏi để làm marketing là đủ. Như vậy họ có thể phủi tay khỏi bất kỳ thất bại nào của iPhone. Còn không thì tôi khuyên mọi người nên che mắt lại, bạn sẽ không thích cái bạn sắp nhìn thấy đâu. Martin Bloomberg, iPhone chẳng có gì hơn là một món hàng xa xỉ chỉ thu hút được một số tín đồ công nghệ. Nói về khả năng ảnh hưởng đến ngành công nghiệp, iPhone chẳng liên quan mấy. Tuy nhiên, khi sản phẩm đến tay người dùng, mọi lời chê bai nhanh chóng biến mất và thay vào đó là vô số lời khen hay là tán thưởng cuồng nhiệt. Và Len Ularov, phóng viên của tạp chí Marshable đã thốt lên rằng, chẳng tới một lần thôi, iPhone đã thay đổi cả cuộc đời. Tiếp tục nhìn lại vào thời điểm iPhone ra đời, hầu hết những cái điện thoại thông minh thời bấy giờ đều có những đặc điểm chung như màn hình nhỏ, bàn phím cứng, cảm ứng điện trở và bút stylus. Không có nhiều thiết bị thoát khỏi khuôn khổ mà Palm, BlackBerry, Motorola hay các hãng sản xuất Windows Mobile đã đặt ra, định hình thị trường mấy lâu nay. Hơn nữa, smartphone trong hình ảnh của người tiêu dùng là một điện thoại khó sử dụng. Bạn cần phải có kiến thức khá tốt về đồ công nghệ thì mới dùng được. Trong khi điện thoại phổ thông, dễ sử dụng, giá rẻ và không có tính năng nào để so sánh, Steve Jobs thấy rõ được khoảng trống của thị trường và quyết định khai thác. Và đó là sự khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Khoảng trống đó là một chiếc smartphone thật sự smart nhưng vẫn phải dễ dùng để ai cũng có thể sử dụng được. Và iPhone đã làm được điều đó. Thao tác sử dụng đơn giản, cảm ứng nhạy và hỗ trợ đa điểm
Thiết kế tốt là những vũ khí mà iPhone sử dụng để đánh bật các đối thủ khác trong thị trường smartphone. Còn những tính năng như lướt web, chụp ảnh, xem lề ảnh hay bản đồ, máy tính là thứ iPhone dùng để gia tăng trải nghiệm cho người dùng. Xem như Jobs đã tạo được một công cụ hoàn hảo khai phá khoảng trống này. Có thể nói iPhone là một viên đạn xuyên tim BlackBerry, Nokia và Microsoft. Đó là vết thương không bao giờ lành. BlackBerry lấy hoay giữa nút bấm, màn hình với Storm. Microsoft không bắt kịp thay đổi. Trong khi Nokia, ông Hoàng luôn tự hào với sức sáng tạo, cuối cùng cũng gục ngã vì dậm chân quá lâu. Hy vọng sắp tới đây chiếc iPhone mới mà CEO Tim Cook giới thiệu sẽ mang lại một nguồn cảm hứng, sự đột phá và thay đổi ngành công nghiệp smartphone một lần nữa như Steve Jobs đã làm được cách đây tròn 10 năm. Đó là câu chuyện về chiếc iPhone 2G cách đây 10 năm. Và các bạn thân mến, đến đây thì xin được kết thúc tạp chí công nghệ TechMag với chuyên mục TechBag. Hãy tiếp tục like, subscribe và comment ý kiến của các bạn về câu chuyện này các bạn nha. Cảm ơn rất nhiều.